Nhìn địa hình không nhất găng. Thấy không? Mù mù chỗ không đặt cái nào ở trong hết trơn các bạn. Nãy giờ chuột chết quá, đem có 80 chuột theo. Tình hình này dưới tình hình chuột chết hồi chắc thiếu chuột quá. Đem 7-8 con theo, nhà chuột nhóc ở trong mà làm biến đem. Cha thấy lúa ém đồng này dưới kìa. Nặng thế coi. Trời. Cũng được nè. Con gì mà nặng dữ vậy nè. Bích cái lọt rồi bạn ơi. Ồ, cũng được ha. Ồ, con hổ mèo. Lâu lắm mới gặp em nha. Hổ mèo bích cái lọt. Xin chào cả nhà nha. Lời nói đầu tiên, không chúc cả nhà có nhiều sức khỏe, có giây phút thư giãn khi xem video nha. Mời cả nhà cùng mình trải nghiệm hành trình thăm bẫy gắn bạn ơi. Đây là cái luồng bẫy gần nhà đặt hoài không hết gắn nè bạn. Thì chiến gọi 12 cái, mất 2 còn 10 mà mình bổ sung gọi nha bạn. Vẫn tiếp tục hành trình 12 cái. Thì hiện giờ thì gần 3 giờ chiều nha bạn. Buổi chiều dạo này ưa mưa lắm bạn ơi. Nếu mà không có gì trục trặc không có 2 tiếng hồ là xong. Nếu dính nhiều nhiều nha, còn dính ít thì 1 tiếng hồ là xong. Rồi, để mình quay đi cái đồ nghề của mình nha, tới cái bẫy nha bạn ơi. Mình đặt thưa lắm nha bạn ơi. Đi thiệt là xa mới có một cái nha. Đồ nghề của mình đây. Có bẫy phụ. Có chuột rồi đầy đủ nha bạn. Ít bột lúa và tú lưới thôi. Mấy chuột. Cái bẫy đầu tiên. Khu này mình đặt có cái một à. Đi qua khu đằng kia. Trời ơi bạn ơi. Biểu tượng của cái con gì, con hổ ngựa các bạn. Cái đống phân thấy nó lạnh luôn, lạnh lùng từ trên xuống dưới. Cái đống phân là cái hỏi ôi luôn không hết biết luôn rồi. Ở trên này một ề dữ lắm các bạn, chắc chắn là em ngựa lọn có lọn nhưng mà xích đừng nó dở lên em hành cái bại sủi luôn. Hổ ngựa các bạn ơi, chắc ăn con ngựa vàng. Ok, mình đặt cái bẫy này lại, rồi đi đằng kia bắt các bạn ơi. Gần nhà chó sủa quá. Tới cây thứ hai của mình nha bạn ơi. Đây, mình đặt ở trên đây. Hợp quá, cái thứ hai này khui dính bắt luôn nha bạn. Hên xui. Trời, mới cầm cái gì thấy nó rồi. Thấy một đống trên này nè. Nó từ đây qua đây là nó không. Để mình thấm thính cái con này con hành nó con ngựa. Chà con hành nha. Đen mà đen cứng, mà đen mà đen khô, đen mà vẫn có lọn lọn hành nha. Nặng như trời. Nặng dữ lắm nặng bạn ơi. Trời ơi trời, dở này ra, dở cái đầu này nó gịch xuống nè. Nó bị gịch cái cây á. Mình tính nặng dữ lắm, dở cái ký rưỡi 2 ký. Cuối cùng nó bị dướng cái đầu. Chung hành bạn ơi, chung hành khủng rồi. Hàng khủng rồi anh em ơi. Bích chịch. Con hành bự ở dưới cái cạm dưới làm như nó tét các bạn ngộ vậy đó. Con nào như con nấy à. Dưới cái hàm dưới á. Hàng khủng. Anh em ơi quá lạ anh em ơi. Coi nè. Coi nó nè. Thứ nào chịu nổi không? Bích cái lọp luôn. Trời thần ơi. Con này khoảng nó cũng không có bự lắm nha bạn ơi. Khoảng tầm 900 g 1 kg trở lại à. Tại cái lọp mình nó hơi nhỏ đó. Chứ nó không có khủng lắm nha. Trời mà giỏi ra mình tưởng giật mình. Tại vì cái đầu kia nó dướng lại á. Ok bắt con này ra. Quá sướng rồi. Quá phê. Phân nó ị ra nè. Trời cục phân. Trời ui. Hết thèm luôn. Mình quên đem cái chim hôm. Mình lấy cái cây này luôn. Mình bẻ cái cây này nè. Chim đỡ đỡ đi. Bẫy này bẫy lò xo. Lò xo thì chung là mình cũng ít xài à, lúc trước mình mê lò xo lắm bạn. Cái cả năm cách thứ 2-3 năm trước á, cái tự nhiên thời gian cái mình nghỉ chơi lò xo, nghỉ chơi lò xo. Còn cái tấp này là tấp bẫy của con khủng đó, còn sót lại nè. Mình nấp máy mình chim hôm cho đàng hoàng tử tế bằng con tay chim cho tới chiều luôn á. Quá đã em ơi. Phình kìa kìa. Ôi ôi kìa.
chị ta muốn ló đầu ra ngoài, ló đầu không ăn khúc nữa các bạn. Đã cầm cái này nó sướng dữ lắm nè bạn. Trời ơi, ui ui, úp xịt, ui sụt xịt, trời nó quýnh mình nghe cái bịch cái gì. Rồi 800 cứng ngắt, từ 800 nhân lên. Ok, quá phê phê, quá đã. Hai cái hai em, còn em ngựa nó chắc mình bắt luôn các bạn, khỏi quay. Quá sướng rồi. Tới cái bẫy thứ ba, cái bẫy siêu to, canh me bắt con hổ hèo. Cũng báo với các bạn là mình mới vừa phóng sinh con hổ ngựa nghe bạn ơi. Một tay cầm cái túi lưới, tay kia banh miệng hôm, cái nó phóng ra bắt thổi đầu này nè, nó hụt cái đầu kia mình chụp dính cái chóc đuôi nó vậy nè bạn. Dính rồi chứ không phải là không dính. Cái mình thấy chụp chóc đuôi chưa an toàn, mình buông cái tay ra là mình chồm tới để mà chụp cái đầu. Mình vừa gió nhóm tay lên, nó hụt xuống mương. Mình nhào xuống mương xíu muốn cắm đầu luôn. Và đây là cái bẫy thứ ba. Cái bẫy này có hiện tượng chó gà bươi nát miếng hết trơn. Rồi, con chuột nó mất tiêu luôn. Không biết chuột nó đi đâu rồi. Bỏ nhà đi rồi bạn ơi. Trong lỏng trong lơ rồi nè. Chuột đi đâu rồi, không biết. Nhà Trung Quốc trong bờ. Ok, bỏ mồi đặt lại nha bạn. Kiếm bắt hổ hèo. Đây, cái bẫy đây nè. Cái dấu lỗ này chứ ta. Cái lỗ này trang cái miệng bẫy mới ác đó chứ. Có phân mà này. Nhìn là có em muốn hành cái gì trời. Em nhớ xí cái gì à. Trời ơi. No. Rồi mình rút cái luôn bạn ơi. Rồi hồi gì mình đặt lại. Tại sao lưng mình có người á. Ui đặt này tới hai cái nha bạn. Tới cái bẫy tiếp theo. Mình nhớ tới cái vụ án mình mất con ngựa mà tức nãy giờ. Chụp chín cái đuôi rồi. Cảm giác không an toàn, bọn buông ra chụp lại. Hổ hành nữa bạn ơi. Mình mở lên mình thấy chuột còn tung tăng này đó. Lời khẩm luôn. Chú em hổ hành. Mà con chuột còn sống. Đó, hổ hành còn sống luôn nha. Con chuột còn sống luôn nè. Ok, mình bắt hai hổ hành ra các bạn. Đây nha em. Con này em đây nè. Cái này mình cuốn này. Rồi mình quay về mình mới đặt lại. Tại nãy mình ra tới đó bước ra kêu qua đó người ta có người hỏi đi đâu vậy. Dính cũng được mà. 4-5 cái dính 4 con. Quá đã. Chiếc ngồi khu này dính cũng ngon lắm các bạn, nhưng mà không có gắn nhất. Chiếc này để đừng không có nhất là sướng rồi. Bạn nhìn cái địa hình mình thấy chịu nổi không? Hết biết cái địa hình hết chưa? Đờ, kinh mối mút xúc sọp. Bên kia con sông nữa chứ. Rồi. Sao đây hồi hộp quá. Ôi, chuột chết nữa trời. Chuột ra đi không đòi giả từ nữa trời. Mất xác mất luôn sổ đầu. Tức quá vậy ta. Đáng đáng ở trong này không phải gắn sảy không. Nhìn địa hình không nhức găng. Thấy không. Mù mù chỗ không đặt cái nào ở trong hết trơn các bạn. Nãy chuột chết quá, đem có 80 chuột theo. Tình hình này dưới tình hình chuột chết hồi chắc thiếu chuột quá. Đem 7-8 con theo, nhà chuột nhóc bây giờ mà làm biến đem. Cha thấy lúa ém gì đâu này dưới kìa kìa. Nặng cái coi, trời, cũng được nè. Con gì mà nặng dưới vậy nè. Bích cái lọt rồi bạn ơi. Ồ, cũng được ha. Ồ, con hổ hèo. Lâu lắm mới gặp em nha. Không hiểu bích cái lộp. Quá đã. Bên này kia bắt. Cũng tầm
chung mà không được nhất đâu bạn ơi. Nhìn thấy sướng này kia, không biết cỡ nhiêu nữa, nhưng mình thấy nó phình phình, nó bích lập. Chung hổ hèo là sướng, lâu lắm mới được con hổ hèo cảm giác. Con này chắc cũng nhì gì, nó không nổi, được lâu rồi bạn. Em này cũng nhỏ à bạn ơi, được chứ không có bự lắm nha, sướng. Ok, có hèo được rồi, chích nó hèo bình thường của chơi thôi. Ok nha bạn, mình bắt ra bỏ một bộ chuột đặt lại nha bạn. Con này thì mình bắt một hút nhẹt à, chứ không có gì khó nha. Cua nha, em hôm, hôm này nó có bịch, không có bịch lúa nè, mình để cho nó dễ nè. Cái hôm này cũng dễ bắt bạn ơi, tại hôm này có gai á, gai hôm cứ ngắt người ta. Dữ thiệt, một thằng, có cái hôm, cũng dữ lắm á. Xuống đây, nhịp nhịp nha bạn, cho nó dồn màu đắng á. Mình gài nó cho nó dễ. Từ từ ra, trời ơi, chém dính cái tay mình luôn. Từ từ làm góc dưới y ánh. Ra một đắp mình liền với bộ chơi luôn. Nó cũng khùng khùng dữ lắm rồi mà. Lôi nó ra từ từ, tại vì mình đã gài hôm rồi, mình lôi nó từ từ thôi. Một nốt nhạt thôi nha bạn. Ủa, con này bụng bự dưới ta. Trời ơi, đừng nói nước bịch lúa nha. Cục cái này nè, cứ ngắt vậy. Con gì ăn con này bự dữ vậy. Không biết cục gì nữa bạn ơi, bự lắm nè. Không lẽ nước bịch lúa giống như mấy anh em khác sao. Cục cái này nè, lù lù cứ ngắt luôn. Cứ ngắt luôn nha, chứ mấy cứng bình thường. Trời ơi, nó xiết cái tay cầm máy của mình. Xiết cái tay cầm máy của mình. Ok nha bạn ơi, mình đã khống chế nó xong rồi bạn. Mình bỏ nó vô thôi. Tiếp tục tới cái bẫy. Tới cái bẫy là hồi hộp à. Khui không biết có con gì trong này hay không. Nặng cái cây. Em hành nữa bạn ơi. Khui gì mà nó đặt. Dính nó thấy liền cái luôn. Mà mình đặt cũng thường xuyên nha bạn. Mình mà vừa rút đi là anh em phát hiện mình rút đi là anh em đặt vô liền luôn đó. Đây là khu gần nhà, mà gần nhà mình hơn một cỡ từ một chục người đặt bẫy với lên nha. Chứ không phải một mình đặt đâu. Một chục người mà mình biết á nha. Là anh em chiến hữu không đó. Có thể là mình kể sơ nè. Anh Tư thì các bạn cũng biết nha, mà anh Tư ít vô đây đặt lắm. Kế nó là có anh Thảo vô đây thường nè. Tấn vô đây, Tấn cũng đặt cũng thỉnh thoảng thôi. Di nè, Cống nè, anh Vũ nè. Anh Vũ cũng thỉnh thoảng vô đây. Anh Mười nè, anh Mười cũng thường xuyên đặt ở trong này. Tỏ nè, thằng Liêm nè. Và thêm cái thằng đống chuối tên gì tự nhiên quên tên ngang này. Và thêm Nhí nữa nè. Đó, bạn thêm Nhi rồi. Rồi cái bạn học trò của mình nữa. Học trò mình cứ mười mấy hai chục cái, mười mấy hai chục cái đó. Nó lầy ở trong này chăng luôn. Anh tính cái sơ sơ được nhiêu người rồi. Hơn chục chưa. Thêm nó có mình nữa, mà mình thường xuyên đặt lấy cái khu vực này lắm các bạn. Đặt 3-4 tháng cái mình rút đi, 3-4 tháng cái mình đặt vậy đó. Rút đi cái giờ bữa nó quay lại gặt đi lại. Rồi anh em xứ khác nha, học trò nó báo nó nói thầy ơi, có người nào lại chở vô hai giỏ, ba giỏ gì ở đâu á. Lại xứ khác lại nha bạn, chứ không phải là xứ nhà mình đó nha. Mà lại có gắn hoài à, có cái bờ này không mà đặt biết nhiêu gắn mà nói, không biết ở đâu mà ra hoài luôn. Bởi vì nói anh em nói trời ơi, xứ của anh gắn nhiều quá. Thì mình cũng không biết nói sao, chắc có lẽ là như vậy. Con này gắn 3 nha bạn. Gắn này gắn 3. Ủa, nó kênh cái hôm trên. Con tai bạn ơi, không có cây chim hôm. Em bắt cũng khó nha. Chứ con hổ hành thì nó đâu có cắn cái gì đâu. Ok nha, để tránh thời gian mình ốp máy bỏ nha bạn, tắt máy đi. Con này cũng nhỏ. Nó giận lận cho nó kênh cứ ngắt trên này luôn, nó không tuôn xuống luôn. Tại có cái tay mình trong này nè, rồi nó không dám đụng cái tay mình, nó dội á. Phân nó ị nè, phân tưởng phân khủng không cho bộ chơi đâu. Cái chỗ này hồi năm ngoái mình đặt con có 1 ký nha bạn, cỡ ký 2 con này. Con này nhỏ à. Ok, mình ốp máy. Nhà ta nha bạn. Quýnh du kích. Chỗ này mình đặt con cái à. Quýnh du kích, trời ở trong cũng láng láng nè,
Có con gì không vậy? Ồ, phân một ê trong này nè bạn ơi. Phân dữ thần, phân lắm. Cái gì vậy trời? Trời, con hổ ngựa dằn khè luôn. Mà nhỏ hơn con hổ ngựa đầu luôn. Con ngựa đầu còn thả nữa. Ok, bắt lấy hên luôn, tại mà vàng quá đẹp. Xong em nói nha bạn, nhưng mình thả nha bạn, tại vì con này nó vàng đẹp quá, bảo tồn đi. Hồi nãy tính vàng bắt, giờ vàng bảo tồn, chứ không phải nhỏ quá à, hả? Thả nha bạn ơi, bò đã mất tiêu rồi. Đây, con cái bẫy nữa bạn. Chưa thấy gì hết, hơi chói nắng nha bạn. Ui dùi nặng, dở lên cái đầu kịch cái khoái trời, nó dồn chăng cái đầu này luôn, có gì dở nó nặng kịch. Sướng, bẫy xa cò dòng. Chiếu chiếu, con hình này nhì không nổi luôn, chứ không chơi đâu. Ok, chắc cắn gắn được nhì, chắc được nhì bạn ơi. Có 300 gram. Thấy cái đầu hơi nhỏ nè. Một khúc giữa cũng được. Ok, có hàng là ngon rồi bạn ơi. Chứ nãy giờ tới chốt quốc hoài, quê quá. Toàn là chuột chết. Với chuột chết với con cắn chết. Quê thiệt. Chung là ngó quá ngon. Bên đây cái đường bẫy này còn 4 cái nữa. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái nữa, đúng rồi. 4 cái mà tới 3 khu nữa nha bạn. Có khu kia 2 cái, còn khu 1 cái, 1 cái. Quá đã. Ok, thì nhanh chóng bắt cả luôn nha bạn ơi. Chạy lên trên trên là trời. Rộng mênh mông mà nó chạy đi đâu. Dạ. Yeah. 300 được. Nhờ cái đuôi nó bự. Đuôi nó ú ú thì có 300. Khui khui. Đó, thấy ló lưng ha bạn ơi. Còn hô hạnh. Bữa nay cũng giống như bữa trước. Chạy cũng toàn là mini nguyên bậy. Nhờ có con nhất đấy lúc đầu chứ thôi là sủi luôn rồi. Cắn đợt rồi cũng ngon lắm các bạn. Nhì nhiều lắm. Bữa nay hình như được con, hai con này cũng vô nhì nữa là hai con đó. Mà nhì cũng vừa ba rớt qua không à. Rồi, mình còn hai cái nữa bạn ơi. Hồi hộp và chờ đợi nha. Vô cái tực. Có một con mà nó phanh hai lớp vậy đó. Chui xuống đổ này nè. Có một cái nha bạn. Đây nè. Đấy, cái bẫy của mình đây. Trung vô Trung Quốc gì đó. Tại vì mình đặt cặp máy nước nè, chỉ có những anh xịt mới thấy thôi. Chứ bình thường dễ gì. Vô nữa. Thì đây con ngựa bạn ơi. Trời ơi, dính liền kẹo luôn, không được cắn được ngon hết chân ta. Chung cũng được rồi bạn ơi. Trời, dính gì cũng đòi hỏi nữa, dính được ngon. Đến con nhất chà bá rồi không được đòi hỏi nữa. Ok các bạn, hai cái hai con. Còn cái cuối cùng đó là hết bảy. Con này là con hoa hành. Trời, ói chuột luôn rồi bạn, mới ói. Và ấp máy bắt nhanh chóng các bạn. Mình còn có con chuột một hết hay gì rồi. Đây. Ôi, còn được hai em. Hai em như vậy là mình lấy bảy chuột này đặt lại. Còn cái cuối cùng. Đồng ruộng người ta cắt hết trơn rồi bạn ơi. Đốt gom hết trơn luôn rồi. Và đây là cái bẫy cuối cùng của mình nha.
Cái bẫy này chỉ rồi mình mất rồi nha các bạn, nhưng mà mình có chăm lại. Ở đây là cái nhà yến nè. Nhà yến này mình nói cá xe thì các bạn biết là ở bên cá xe thì hiện giờ nó đang nằm ở bên Gạch Đôn. Đây. Đây là cái bẫy của mình nè. Có làm dấu nè các bạn. Có ai cắt cái chuối nó nè. Mình đã mất rồi. Giờ mất nữa mới đau. Mình biết mà. Giặt trong phọc hết trơn rồi, còn để lại lúa cho mình không à. Cái hạt lúa từ đó qua đây. Cạn lời với anh em luôn. Đầu dừa này mình đắp vô nè. Mình đắp đầu dừa này vô, bung nó vô, bơi bung ra rồi là biết liền. Đi dưa ngang liếc vô là thấy trống phọc rồi. Cái lỗ chèo quậy. Ok bạn ơi, quá đã. Chúng hơn mình đi dưới trường đó các bạn. Một túi này giống như có 3 kg có khỏe luôn các bạn. Có 12 cái là bạn tin nổi không? Mất một cái còn 1 cái. Dính liền con. 1 cái dính gần cái chục con. Con gần nhất đã quá. Xảy theo mình bất hụt hết, mình hết thả phóng sinh hết con hổ ngựa đó các bạn. Hổ ngựa dính đầu tiên á. Phóng sinh con hổ ngựa. Thì nó dính. Thấy nó lạnh luôn. Gần cái chục con rắn á. Không biết nhiêu con đó bạn ơi. Bạn coi bạn đếm cho mình có nhiêu con nha. Mình cũng chả biết nhiêu con, nó dính mỗi cái mà. Có một cái mà còn chuột à. Ok, tính ra chính 10 con rắn cái gì trời. Quá trời luôn hả bạn ơi. Rồi hẹn gặp lại bạn clip sau nha. Đây là cử thứ hai mình thăm chúng các bạn. Nhưng cái chỗ này thì cạn lời cái chỗ này luôn. Bò chuối từ trong đó đi ra dữ dằn lắm các bạn. Xa thiệt là xa, quẩy vỏ ra tới đây. Bắt mái lên rồi mình biết rồi. Cái dấu lá chuối mình xé thì mình làm dấu. Làm dấu cho người ta biết đây có cái bẫy nè, tên ta lấy nè. Thua luôn. Chứ rồi mất mình còn chăm thêm. Đúng là mình không sợ chết. Thôi kệ, có nhỏ là đủ tiền rồi. Vô. Rồi bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Bye bye.